Trong video này, Brand mời các bạn cùng ghé qua chợ Jean Talon, một trong những ngôi chợ lâu đời ở thành phố Montreal. Từ năm 1933, nổi tiếng bán đầy đủ nông sản rất chất lượng, hải sản tươi ngon, trái cây phủ phê, trưng bày bắt mắt và đặc biệt cho ăn thử thoải mái. Đã đến Montreal thì không thể bỏ lỡ ngôi chợ này nha. Và chúng ta cùng đi một vòng khám phá khu chợ Jean Talon vào những ngày cuối tuần ở đây nào. Có mặt hơn 25 năm tại Atlanta, tiểu bang Georgia, văn phòng di trú Mỹ Saigon Immigration Service là nơi lựa chọn hàng đầu dành cho người Việt tại Mỹ trên khắp 50 tiểu bang, có nhu cầu bảo lãnh người thân theo các diện định cư gia đình như bảo lãnh vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, quốc tịch, thẻ xanh, công hàm độc thân cấp tốc và các dịch vụ di trú hay ủy quyền khác. Trách nhiệm và tận tâm là cách mà chúng tôi phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chi tiết xin vui lòng gọi 770-807-3951 hoặc 470-800-2173 để được phục vụ tốt nhất. Đây, ok các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới cái chợ Farmer Market này các bạn. Đây là một những cái chợ Farmer Market rất là đẹp ở tại Montreal luôn. Thì cái chợ này tên là Saint Talon nha các bạn. Thì mình sẽ bỏ cái địa chỉ trên màn hình. Thì bây giờ mình dẫn các bạn vào bên trong xem ha. Ok. Cái chỗ này á, đậu xe rất là khó. Cái bãi đậu xe rất là nhỏ ở đây. Đây, rất là nhỏ các bạn. Ở thành phố Montreal này rất là chật chội, cũng giống như là ở tại Toronto đó. Những cái thành phố rất là lớn thì cái không gian không có nhiều. Cho nên thì các bạn đậu bên ngoài đường thì cũng được, nhưng mà sẽ rất là khó kiếm chỗ đậu xe nha. Còn nếu mà các bạn tiện thì các bạn có thể đi Uber tới đây cũng được. Thì mình vừa mới đậu xe ở đây thì phải trả tiền ở trong cái parking lot này. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong nha. Rồi, dẫn các bạn đi vào bên trong. Wow, bán mấy trái cà tím bự dễ sợ luôn. Trời, trái cà tím bự. Yeah các bạn, to chứ sao mẹ ha. Yeah, to mà đẹp nữa. Hey, how are you? Yeah. Wow, các bạn mới trái pumpkin nè. Mùa này mới đang là mùa thu đúng không? Thu hoạch pumpkin. Wow, trái cây tươi rói luôn ha. Đã dễ sợ. Hay. Yeah, mới trái squash. Rất là nhiều loại squash ở đây luôn. Rồi, cho mẹ đi chợ. Mẹ, cho mẹ đi chợ phải không? Wow, quá trời luôn. Trái nào trái nấy đẹp dễ sợ ha. Wow, cái chợ này nằm bên ngoài luôn mà rất là vui, giống như bên Việt Nam vậy đó. Giống như đi chợ bên Việt Nam, Bến Tre đúng không mẹ? Giống như đi chợ Bến Tre buổi sáng. Mà ở đây các bạn thấy người ta chân rất là đẹp luôn. Wow, các bạn mấy cái ớt chuông bỏ trong mấy cái chậu rất là dễ thương và đẹp nữa. Đây mới đúng là chợ Farmer Market nè. Cho sample ăn luôn ha. Wow, trời giòn như thế luôn. Trái cây đẹp giận quá hả? Nó có giòn, giòn dễ thở luôn á. Bây giờ mà ngọt nữa. Chút hồi để mình ra mình về mua. Dạ. Yeah. Dạ, trái nào trái nấy. Tươi. Dạ, ta cắt cho các bạn ăn thử luôn nè. Bạn muốn ăn thử thoải mái á. Mấy trái này đẹp quá mẹ. Rồi, trái nào nấy bóng lưỡng đẹp mà tròn. Rất nhiều. Mấy trái cây ở đây mình thấy giống như là họ chọn lựa rất là kỹ các bạn. Trái nào nấy đẹp dễ sợ luôn. Wow. Cái này nó đây là đúng là một cái chợ gọi là chợ Farmer Market luôn ấy, chợ của những người nông dân. Tại vì sao? Kiểu những người nông dân họ có kinh nghiệm, họ sẽ chọn những cái trái nào tốt nhất để đem bán đúng không? Qua các bạn đi vô cái chợ này, các bạn cảm giác giống như là mình đi chợ ở Việt Nam á. Tại vì người ta đi ở đây rồi giống như xây mấy cái nhà lồng đúng không? Cái này gọi kiểu như giống như mấy cái nhà lồng vậy đó. Đó. Rồi bên ngoài là cũng có nữa kìa, nhưng mà cái cách sắp đặt ở đây rất là nhìn rất là ngăn nắp và gọn gàng, rất là có rất đẹp luôn các bạn. Wow, các bạn thấy du khách họ tới đây rất là đông luôn, không chỉ du khách mà dân người dân local ở đây nữa. Tại vì ngày hôm nay là ngày thứ bảy nha các bạn. Wow, các bạn thấy, wow, rất tươi mà ha, bự. Cái cần nè, cần tây nè. Huge.
con như cũng cà chua á, cà chua loại gì em? Cái này trái xoá. Cái này trái dưa, mà dưa là dưa ấy á, Puccini á. Dạ. Và mấy cái hoa rất là đẹp luôn á. Vào mùa thu các bạn thấy là những cái hoa này, cái sắc thu á, nhìn nó rất là đẹp không? Màu cam cam đỏ đỏ. Hoa chợ này đông dễ sợ luôn. Này bắp 6 trái 4 đô. 4 đô Canada, Canada USD. Yeah. Hoa potato nè, trái khoai tây. Rồi mấy trái Russell Brown nè. Em bán hàng rất là xinh đẹp luôn nè. Ồ, cái này đậu que. Đúng không? Đậu que mà nó màu vàng luôn các bạn. Wow, ở đây có đậu que xanh thì mình không nói nha, nhưng mà đây có đậu que vàng luôn. Ở đây các bạn, cộng đồng người Pháp rất là mạnh ở tại Montreal luôn, là hầu như là người bán được. Dạ, trái đào. Trái đào. Ở chôi trà này, biểu tượng của chôi trà đây. Ở đây các bạn là cộng đồng người Pháp rất là mạnh ở tại Montreal luôn. Tại vì Montreal là người Pháp hồi đó họ qua, họ khai phá rồi họ sinh sống và nhiều thế hệ ở đây, cho nên là Montreal là hầu như là đa số là người Pháp rất là nhiều. Và những cái trường học á, ở tại Montreal là cũng hầu như là phải bắt buộc là phải học tiếng Pháp luôn. À, và họ khuyến khích là tất cả những người dân ở đây, mặc dù là các bạn biết Canada nói tiếng Anh, nhưng mà tại Montreal là người ta khuyến khích tiếng Pháp, và đặc biệt là ở Quebec. Bắp nè, bắp con bấy bịch sẵn á. Cái nào nấy rất là đẹp luôn á, trưng bày rất là đẹp mắt luôn các bạn. Cái này là maple syrup. Các bạn vô cái chợ này, cái không khí nó rất là vui nha các bạn. Cái không khí của chợ này rất là khác những cái chợ khác mà mình đi, nó thiệt luôn á. Và đặc biệt là ngay bây giờ là cái thời điểm là mùa thu nữa, cái thời tiết se lạnh đó, các bạn đi mấy cái chợ này các bạn cảm thấy tuyệt vời. Wow, các bạn có thể ăn uống ở đây luôn nè. Đó ha. Có cái quầy họ bán smoothie với bán đó mấy cái loại thức ăn ở đây. Các bạn có thể ngồi ăn ở chỗ này. Poutine là một trong những cái món ăn đặc sản của vùng Montreal các bạn. Nếu các bạn tới Montreal các bạn có thể ăn thử poutine nha. Giống như Fanta cam nè các bạn. Thank you. Yeah các bạn, đây là món poutine đặc sản của Montreal nha, vừa mới order ra. Cái này á, ăn để cho biết thôi các bạn, chứ thật sự cũng không có gì hết trơn, chỉ là khoai tây chiên thôi. Và có nước đó à, ăn hồi ngán luôn cái này luôn á. Cái này, cái loại này nó có nhiều loại lắm, mà cái loại này loại classic, tại vì mình không biết kêu cái nào hết trơn á. Trên con bé bán nói thôi, ăn cái loại classic đỡ đi thì mình ăn luôn. Để thấy chỉ có khoai tây với lại phô mai ở trong này thôi nè, mấy cái đắng đắng rồi nè đó, vậy thôi đó. Dạ rồi, nó bỏ cái nước sốt lên các bạn, gọi là poutine nữa, kiểu như gọi là khoai tây chiên vậy đó. Chỗ này bán cái gì mà khói bốc lên nghi ngút nè. Rồi ở đây họ bán giỏ mây đó, là mình nhớ Bến Tre, mấy cái chỗ mà bán mấy cái đồ làm bằng tay, thủ công bằng dừa các bạn. À, cái chợ này nó y hệt mấy cái chợ ở dưới quê ở Việt Nam, y hệt. Wow. Ồ, xúc xích các bạn à, xúc xích nướng. Đó. Người ta đang đứng đợi nè, tại sao? Cái gì mà các bạn bày bán ở phía trước mặt cái nhẹ rất là vui mà người ta thấy người ta muốn mua. À, nhìn nó đói bụng. Đây. Wow, rất là vui nè các bạn.
Bạn nhìn này, y hệt mấy cái nhà lồng ở Việt Nam không? Y hệt xây vậy đó, nhưng mà bây giờ cái thời tiết nó mát mẻ cho nên là đi bộ nó không có nóng được gì hết trơn á. Nó lạnh lạnh nó đã lắm. Dâu quá tươi luôn ha, dâu đẹp dễ sợ luôn á. Cái dâu quá đẹp luôn các bạn. Trái khoai tây dễ luôn. Dạ. Trái khoai tây mini nè, khoai tây mini các bạn. À. Mấy trái cherry tomatoes, cucumber, tomato, big one. Cái đậu que ở đây có đậu que màu vàng vàng, cà rốt nhỏ nhỏ, cà ớt chuông, đủ các loại ớt chuông luôn. Củ cải trắng á, củ cải trắng loại nhỏ. Wow, bên đây là rượu bia, bên này bán rượu bia các loại các bạn. Đây, bạn nào muốn uống bia vào đây nha. Có mấy cái tap ở đây luôn nè. Wow. Những cái công ty bia local ở đây là họ bán ở đây luôn các bạn. À. Đây, táo Honeycrisp. Rất là giòn và ngọt luôn. Hay mua ở bên Mỹ ăn. Táo này có rất là nhiều loại các bạn. Đủ loại hết trơn. Mỗi một loại các bạn ăn nó sẽ có cái độ ngọt khác nhau, độ giòn khác nhau, cái màu nó khác, cái vỏ nó khác. Rồi. Ở đây người ta cho các bạn ăn thử, các bạn thấy được cái nào các bạn mua cái đó. Alright, các bạn tiếp tục đi sâu xuống phía dưới này nha. Đây, bên đây là hàng rau cải, họ bỏ trong giống như cái nhà kính vậy đó. Nhìn thấy đẹp ghê không? Nhà mà để nguyên cái bó vậy luôn, rất là tươi ngon không? Màu vàng, màu hồng, màu xanh, artichoke. Wow, các loại bí các bạn. Tới mùa thu hoạch bí quá trời luôn, ở bên Mỹ cũng vậy. Đây mấy cái loại bí này nữa nè. Cái hình thù nó rất là quái dị nha. Đó. Đủ các loại hết á. Bắp cải dưới này. Cho bạn coi mấy trái bí khổng lồ. Dã man không? Bự. Rồi cái vàng ớt. Ớt khô. Ớt để phơi khô á, họ phơi khô rồi nè. Wow, rất là đẹp. Đẹp dễ sợ luôn. Rất là ngay ngắn đâu ra đó các bạn. À, trưng bày đẹp mắt vậy sao. Ở đây các bạn thấy người ta chia theo cái gian hàng đánh số ở phía bên trên đó cho dễ. À, cái hạng gian hàng này là số 51. À, kiểu giống vậy. À, cũng hay các bạn. Cách quản lý họ làm ở đây rất là hay và chuyên nghiệp. Sạch sẽ dễ sợ luôn á. Wow, ở đây người ta trèo nguyên một cái hàng tỏi bên trên. Đẹp dễ sợ luôn. Wow, nguyên một cái gian hàng này các bạn. Dài như thế này. Đủ các loại rau, củ, quả. Rất là tươi và ngon. Artichoke nè. Và đó là mấy cái loại dầu này rất là tươi luôn các bạn. Wow.
Wow, các bạn đi qua bên này nữa, con đường này rất là vui luôn. Wow, qua bên này, qua bên này. À, ta nói đông vui dễ sợ. Wow. Wow, Oktoberfest giống như là lễ hội Oktoberfest ở trên Helen, Georgia các bạn. Nên tới đây vào cuối tuần nha, tại chợ Zintalon Marché. Oh, ở đây có bán xoài. Rồi, mấy trái cây nhiệt đới các bạn, xứ nhiệt đới giống như của Việt Nam mình đó. Xoài nè, quá trời nè. Oh, mãng cầu luôn. Mãng cầu, bao nhiêu? 7 đô Canada. Một trái hả? Một phao. Phao không? Phải phao không? 7 đô Canada. Trái nó trái gì? Trái bông bon hả? Trái nó trái bông bữa mình ăn đó. Nhưng mà cái màu nó khác. Mua quá trời luôn, mua mấy trái vậy? 5 trái. Rồi, viên mãng cầu rồi. Tìm mãng cầu mấy em rài không thấy đúng không? Kiwi. Wow, trong đây quá trời luôn. Qua wow, trái xoài này nè các bạn. Cái màu rất là đẹp. Tới đây chơi vui, mua đồ nữa nha các bạn. Rộng thì cái chợ này rất là to luôn á. Wow. Sorry. Đây là trái sung nè. Hả? Đào trái nào? Trái trà là tươi. Đào. Ngon. Hay. Mãng cầu nè. Cái này trái gì? Trà là hả? Trà là tươi hả? Trà là tươi. Trà là tươi. Rồi ăn luôn hả? Yeah. Bỏ vô miệng luôn. Ồ, cái trái trà là tươi ăn rất là ngon luôn các bạn. Dâu những tươi sữa. Wow. Ơ, cái trái trà là này ăn ngon á, mua trái này đi. Ồ, ngon. Trái này rất là ngon luôn á. Wow. Quá trời luôn, cái nhà này bán quá trời luôn. Thôi thôi, ở đây là mấy cái của trong gia đình bán các bạn ha. Wow, các loại nấm ở trong này. Wow, có mấy cái loại cải, bắp cải nhìn lạ, đẹp dễ sợ luôn. Wow, quýt này cực kỳ ngọt luôn các bạn. Người ta cắt thử cho các bạn ăn sample luôn, cả biết nó rất là ngọt, người ta mới dám cắt thử cho các bạn ăn. Không, cái chợ này đã một cái là người ta cho các bạn ăn thoải mái, à, ăn thử, được thì mua, không được thì đi. Rồi, trả tiền các bạn. Là bên này là những cái chợ kiểu như nhà lồng, còn bên này là những cái shop nữa. À các bạn, cái chữ khu này rộng lắm nha. Các bạn tới đây đi là rất là vui luôn á. Và cái không khí phải nói rất là tuyệt vời luôn các bạn, ở tại chợ Zintalon ở tại thành phố Montreal các bạn. Đâu mãng cầu đâu? Wow. Beautiful. Hey, một trái một tám tám đô mấy? $9 one piece. Cũng 7 đồng. Trái này bên đây đẹp hơn. Lấy hai trái đi, lấy hai thử hai trái đi. Yeah, ở đây có măng cụt, thanh long, nhãn, đây măng cụt đủ loại luôn nha. Các bạn đi vòng 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 nữa các bạn thấy nhiều trái nữa. Lạ này. Yeah. Mấy cái trái này mua ăn thử mới biết. Cái gì à? Cái gì yeah. Trà là rồi đó.
Qua đây có bán mấy cái tiệm cà phê thì người ta ngồi uống cà phê ngoài này. Các bạn thấy cái không khí chợ thật là hối hả, nhộn nhịp và vui vào những ngày cuối tuần ở tại Montreal các bạn. Vào những ngày đầu thu của Montreal. Wow, cái này bốc tôm hùm tại chỗ luôn. Sorry. Oh, đây là lobster roll. Wow. Đây có lobster roll luôn các bạn. Wow, đi cái chợ này ăn đồ miễn phí đã luôn hả? À, cho đồ miễn phí ăn cái này cái gì? Cơm gì? Vegetable curry. Đây, cơm. Cho ăn cơm miễn phí luôn. Bữa nay vô mà chưa có ăn gì hết, cho đây ăn đồ sample giống như đi chợ Costco vậy đó. Wow. Con không? Qua mấy đồ hải sản các bạn, hào người ta đóng sẵn luôn, oyster đó. So what I do is I stir fry them with some tofu and a little bit of oil, and then I add my coconut milk and then I add my vegetables with tofu. Give me one second. I'll let you try that. Cà ri người ta bỏ trong hũ sẵn. Enjoy. Rồi mua về mình chỉ nấu cơm lên mình ăn thôi. Yeah. Wow, các bạn cái chợ này rộng thiệt á. Các bạn đi, các bạn tưởng mình hết chỗ đi rồi, cái hồi cái thấy có chỗ mới nữa. À, chỗ này bán đồ ăn ngon á, xúc xích quá trời luôn. Cái loại xúc xích trong này. Okay, see you. Đây các bạn vừa mới mua ly cà phê ole nha, và cà phê latte á, cà phê sữa. Với lại một cái bánh bày nhây ở một cái tiệm ở trong đây có bán bánh bày nhây luôn. Tại vì các bạn biết hồi đó mình đi qua New Orleans đúng không? Là cái chỗ nó cũng người Pháp, là có cà phê ole với bánh bày nhây. Thì ở đây cũng là người Pháp, đây mới là xứ sở đúng của người Pháp nè. Thì ở đây có bánh bày nhây luôn các bạn, bánh patisserie này nọ luôn cho các bạn ăn ha. À, cái bánh bày nhây này nó có cái flavor nữa. Còn cái bánh bày nhây ở bên kia mình ăn là bánh bày nhây giống như regular one vậy đó. Bày nhây này đã khô quá. Trời ơi, khu này bán hải sản. Các bạn muốn mua seafood loại oyster loại nào, đủ thứ loại hết. Người ta hấp, người ta làm tại chỗ luôn, giống như là ở tại Toronto á, nhưng mà cái chợ này vui hơn nhiều. Rất là vui, và cái đồ nó nhìn fresh nữa các bạn. Wow, các bạn ở đây bán như là lobster roll như là ở tại Maine các bạn ha. Wow, và người ta ngồi ăn ở bên ngoài. Lobster roll and clam chowder.